Bài 2. Bài 2. Đó là đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Đường thẳng vuông góc mặt phẳng. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Ở đây các bạn có thể hình dung ngay ra một cái hình trực quan của cái đường vuông góc với mặt. Các bạn có thể nhìn thấy những cái dây này này. Những cái dây này nó đang vuông góc với trần nhà. Vậy người ta nói là khi nào thì một đường sẽ vuông góc với một mặt? Đó là khi mà cái đường đấy nó sẽ vuông góc với tất cả các đường nằm trên mặt. Các bạn có thể thấy cái này nó cũng vuông góc với trần nhà. Nó sẽ vuông góc với tất cả mọi thứ. Tất nhiên không phải vuông góc là vuông như này, mà nó có như thế này, được gọi là vuông góc. Vuông góc ở trong trạng thái chéo gì nhỉ? Chéo nhau, đúng không? Nó cũng được gọi là vuông góc. Thế thì chúng ta sẽ nói về cái vấn đề đầu tiên, đó là cái phương pháp để chứng minh một đường vuông góc với một mặt. Cái nội dung đầu tiên đó là phương pháp chứng minh đường vuông góc một mặt. Người ta nói cái vấn đề là một đường vuông góc với một mặt khi mà cái đường đấy nó vuông góc với mọi đường nằm trên mặt. Tuy nhiên để chứng minh một đường vuông góc một mặt thì người ta chỉ cần chứng minh đường đó vuông góc với hai đường cắt nhau nằm trên mặt là đủ. Vậy em muốn chứng minh một đường thẳng D vuông góc với một mặt phẳng P thì em chỉ cần chứng minh cái đường thẳng D này vuông góc với hai đường cắt nhau nằm trên mặt phẳng P là được. Ví dụ trên mặt phẳng P sẽ có đường A, trên mặt phẳng P sẽ có đường B, và hai đường này ở vị trí cắt nhau thì khi đó D sẽ vuông góc với P, được chưa? Ok, như vậy thầy sẽ ghi ngắn gọn thôi nhé. Đường thẳng A nằm trong mặt phẳng P, đường thẳng B nằm trong mặt phẳng P, A và B cắt nhau tại O, trong đó D vuông góc với A, D vuông góc với B. Thì từ tất cả những cái điều này chúng ta thoải mái khẳng định được đường thẳng D sẽ vuông góc với mặt phẳng P. Phát biểu bằng lời, để chứng minh rằng một đường vuông góc với một mặt thì người ta chỉ cần chứng minh đường thẳng đó vuông góc với hai đường cắt nhau nằm trên mặt là đủ. Được chưa? Đó, thì đấy chính là cái vấn đề liên quan tới cái chuyện là chứng minh vuông góc. Khá là dễ. Vậy thì từ một đường vuông góc với một mặt thì người ta sẽ có những cái tính chất gì, người ta sẽ có những cái hệ quả gì? Có một vài cái mà thầy sẽ nói bằng lời thôi và thầy sẽ không biểu đạt. Một số những cái tính chất này các em có thể đọc sách giáo khoa là nó cũng có. Tức là như này. Qua một điểm cho trước, có duy nhất một đường thẳng vuông góc với một mặt phẳng. Hoặc ngược lại, qua một điểm cho trước, có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với một đường thẳng. Hiểu vấn đề không? Như vậy những cái đó là những cái mà chúng ta sẽ không ghi lại nhá. Chúng ta đọc sách giáo khoa chúng ta cũng biết thôi. Ok. Tiếp theo này. Cái vấn đề thứ hai thầy cũng không ghi lại đâu này. Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì chúng sẽ song song với nhau. Hoặc là gì? Nếu hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì chúng cũng sẽ song song với nhau, được không? Những cái suy luận đó là những cái suy luận đơn giản chúng ta có thể biết được, đúng không? Chỉ cần đọc thôi chúng ta cũng biết rồi. Thì cái tính chất ở đây nó là có một cái tính chất thực sự rất là quan trọng. Đó là nếu một đường thẳng vuông góc với một mặt phẳng thì nó sẽ vuông góc với mọi đường trên mặt. Thì D sẽ vuông góc với mọi đường nằm trên mặt. Tức vấn đề là như thế này. Đó là nếu đây là mặt phẳng P, nếu đây là đường thẳng D, đường thẳng D ở trong trạng thái vuông góc với P
thì khi đó D sẽ vuông góc với mọi đường nằm trên mặt. Đường nào nằm trên mặt P cũng đều vuông góc với D hết. D vuông góc với P. Đường thẳng A nằm trên mặt phẳng P. Từ đây chúng ta có thể dễ dàng suy ra được D sẽ vuông góc với A. Thì đây cũng là một trong những cái tính chất để người ta có thể sử dụng trong cái quá trình là chứng minh hai đường thẳng vuông góc với nhau. Muốn chứng minh hai đường vuông góc với nhau thì người ta sẽ chứng minh đường này vuông góc với mặt phẳng chứa đường kia là được. Được không các em? Ok. Rồi thì đây là một trong những cái tính chất quan trọng nhất mà chúng ta sẽ sử dụng. Còn những cái tính chất còn lại thì như thầy vừa nói rồi đấy. Các em có thể đọc sách giáo khoa thì các em cũng rõ thôi. Hai đường cùng vuông góc với một mặt thì chúng song song. Hai mặt cùng vuông góc một đường thì chúng cũng song song. Được chưa? Ok. Các bạn nhớ giúp thầy này. Cái câu ví dụ đầu tiên này nhá, là một câu đặc trưng nhất của cái phần vuông góc này. Tức là dù cho bạn có đi đến đâu ấy, bạn có làm nhiều đến đâu ấy, thì đây cũng là ví dụ cơ bản nhất. Ví dụ này sẽ xuyên suốt cho rất là nhiều bài học. Hiểu vấn đề không? Ok. Đáy là hình vuông. Đáy là hình vuông. Và SA thì vuông góc với đáy. Thì mình cứ nhớ là vẽ hình. Bây giờ học chương vuông góc thì chúng ta sẽ từ A chúng ta dựng thẳng đứng lên. Tuy nhiên thì ở trong hình không gian mọi thứ nó cũng bị bóp méo đi. Nên là hình vuông chúng ta sẽ vẽ là hình bình hành là được. Và tất nhiên chúng ta muốn nó vuông thì chúng ta sẽ thêm ký hiệu vuông góc vào đây là được. SA vuông góc về đáy. Và bây giờ mình sẽ đi tiến hành chứng minh những cái ý đầu tiên nhé. Cái ý A này. Ở đây ý A nó có 3 cái ý chứng minh, nhưng mà thực ra là 3 ý này là tương đương nhau. Chỉ cần chứng minh một ý thôi. Và hai ý còn lại là hai ý chứng minh tương tự. Em cần chứng minh BC vuông góc với mặt SAB. Em nhìn nhận nhé. BC vuông góc với mặt SAB. Ngoài cái việc người ta yêu cầu chứng minh như vậy ấy, thì người ta cũng có thể đưa ra một cái yêu cầu chứng minh là em hãy đi chứng minh tam giác SBC vuông tại B. Thế bây giờ thầy sẽ đi chứng minh và thầy sẽ nói cho các bạn nghe tại sao tam giác này vuông tại B. Thì câu A này, các em hiểu là như này. Khi các em muốn chứng minh BC vuông góc với mặt SAB thì các em sẽ cần BC vuông góc với hai đường ở trên mặt SAB. Và em có một đường là đường nào rồi? Chính là đường AB. Và đường nữa là đường nào? Chính là đường SA. Vì em có thấy là SA vuông góc với đáy không? Tức là SA sẽ vuông góc với mọi đường nằm ở trên đáy. Và cụ thể SA sẽ vuông góc với đường B gì? BC, em hiểu cách chưa? À như vậy, hai đường mà em cần chứng minh vuông góc là nó đã cho sẵn rồi. Thì mình sẽ tiến hành thôi, đúng không? À như vậy chúng ta có là SA vuông góc với mặt đáy thì sẽ chứng tỏ được là SA sẽ vuông góc với mọi đường nằm trên đáy. Và trong mọi đường đó thì có đường BC. Đấy là cái ý đầu tiên. Cái ý thứ hai, đó là vì BC thứ nhất là vuông góc với SA. Thứ hai là BC vuông góc với AB. Và hiển nhiên hai đường này chính là hai đường cắt nhau tại điểm gì? Điểm A. Như vậy từ đây thầy có thể dễ dàng suy ra được là BC vuông góc với mặt SAB. Và đây chính là điều phải chứng minh. Chúng ta đã xong rồi. Thế nhưng mà chúng ta nói lớn hơn một tí đi. Chúng ta nói về cái việc là tam giác này vuông tại B đi. Thì tại sao tam giác này vuông tại B? Thì bởi vì là BC vuông góc với mặt này. Tức là BC sẽ vuông góc với mọi đường trên mặt này. Và trong mọi đường đấy nó có chứa đường S gì? SB, đúng không? À như vậy em hiểu rằng là nếu mà em muốn chứng minh nữa ấy, thì em cũng hoàn toàn có thể suy ra được BC sẽ vuông góc với SB. Hay tức là gì ạ? Hay tức là tam giác SBC nó sẽ vuông tại B. Đấy. Em có chứng minh tương tự được các ý tiếp theo không? Với ý CD và ý BD, đúng không? Em chứng minh tương tự là chuyện bình thường. Tất nhiên rồi, thầy sẽ chứng minh nhanh cái ý CD nhé.
Em thấy CD vuông góc với hai đường nào nào? CD vuông góc hai đường nào nào? À, thứ nhất là CD sẽ vuông góc với S gì? SA. Và thứ hai là CD sẽ vuông góc với A gì? AD, đúng không? Như vậy từ đây dẫn tới là CD vuông góc với mặt SAD. Đó, câu chuyện được giải quyết ngay. Thế thầy hỏi tiếp. Cái ý đó là cái ý BD vuông góc với SAC thì sao? BD vuông góc với SAC. À, đầu tiên là đáy là hình vuông nên dẫn tới là hai đường chéo vuông góc. Vậy BD yếu tố đầu tiên là vuông góc với AC rồi, và yếu tố thứ hai đó là BD lại vuông góc với thằng S gì? SA. Em cứ nhớ là SA vuông góc với đáy thì SA vuông góc với mọi đường, đường nào cũng vuông, được chưa? Ok. Như vậy ở đây chúng ta có BD vuông góc thứ nhất là AC. Thứ hai, BD vuông góc SA. Như vậy từ hai điều này dẫn tới BD sẽ vuông góc với mặt SAC. Đó. Tuy nhiên thì cái câu A này này, chúng ta vẫn cần nó đối với những cái câu B, câu C và câu D. Đấy, chúng ta vẫn cần. Thế bây giờ mình sẽ nói về câu B nhé. HIK là hình chiếu của A lên trên SB, SC, SD. Thì các em hiểu như này, chiếu tức là kẻ vuông góc, đúng không? Thì ở trong hình không gian ấy, em hoàn toàn có thể kẻ vuông góc như này cũng được, vuông cũng được. Thế nhưng mà nếu mà kẻ như này thì có thể đôi lúc gặp cái trạng thái là hình nó không được đẹp. Vậy thì em có thể kẻ một cách nào đó. Thật ra người ta có thể nói là em kẻ tùy ý. Ví dụ H là hình chiếu của A lên SB thì em có thể kẻ như này cũng được. Và tất nhiên đây sẽ là nét đứt, và em chỉ cần ký hiệu ở đây góc gì? Góc vuông, là người ta hiểu nó vuông. Tương tự như vậy, Y. Và cuối cùng là K. Đó, thì đây chính là những cái điểm hình chiếu em có thể kẻ. Rồi, thế bây giờ nhá, thầy sẽ nói về cái vấn đề chứng minh câu B thì làm nào. Chứng minh AH vuông góc với mặt SBC, em nhìn đi. Em sẽ cần AH vuông góc với mấy yếu tố? Hai yếu tố ở trên cái mặt SBC. AH đây, SBC đây. Thì em có sẵn một yếu tố là AH vuông góc với thằng nào rồi? À, SB rồi. Thế cái yếu tố thứ hai, AH sẽ vuông góc với thằng nào nữa? BC. Lý do AH vuông góc với BC chính là ở đây này em. BC vuông góc với mặt SAB không? Nhưng mà AH thì lại nằm ở đâu? Trên mặt SAB, đúng không? Vậy từ cái câu A ấy, đó là từ cái anh BC vuông góc với SAB ấy, thì người ta mới suy ra được rằng là cái anh BC này sẽ vuông góc với thằng AH. Đấy. Như vậy đến đây thì em dùng thôi. Thứ nhất là AH vuông góc với SB. Thứ hai là AH vuông góc với BC. Và từ hai điều này dẫn tới AH vuông góc với SBC. Đây là cái ý đầu tiên nhé. Cái ý thứ hai nào. Chứng minh gì? AK vuông góc với SCD. Tương tự không? Thật ra là vai trò của AH và vai trò của AK là như gì? Như nhau, đúng không? Đấy, mình có thể thấy. Em muốn chứng minh AK thì xong rồi. AK thứ nhất là vuông góc với cả SD. Và thứ hai, AK vuông góc với thằng nào nữa nhỉ? CD nhỉ? Đấy, ok. Rồi, thứ nhất là CD vuông góc với SAD. Nên chứng tỏ là CD sẽ vuông góc với cả AK. Tiếp theo là CD vuông góc với AK rồi, và SD cũng vuông góc với AK nữa. Như vậy từ đây dẫn tới là AK vuông góc với SCD. Như vậy chúng ta đã xong rồi.
Đó, xong hai ý thôi. Đây là những cái ý mà em đã chứng minh được nhá. Đây là những cái ý mà các em đã chứng minh được nhá. Đó. Thế mà người ta nói về ý C thì sao? Các em có biết ý C không? Ý C là chứng minh gì nhỉ? À, ý C là người ta yêu cầu em chứng minh là SC, SC vuông góc với cả mặt phẳng AHK. SC vuông góc với AHK chứng minh được không nhỉ? Có luôn chưa? Có ở đâu? Cái ý C này có ở đâu? À, muốn chứng tỏ được SC vuông góc với AHK thì chúng ta sẽ cần SC vuông góc với hai đường. Và hai cái đường đấy chính là AH và AK, đúng không? Nó chính là ở đây này. Có đúng AH vuông góc SC không? Có đúng AK vuông góc SC không? Vậy SC vuông góc với AHK chưa? Đó, thế thôi. Đúng không? Như vậy là theo câu B là chúng ta sẽ có câu C, đúng không? À, như vậy chúng ta có câu B nào, câu C nào. Vì AH vuông góc với SBC nên dẫn tới là AH sẽ vuông góc với SC. Vì AK vuông góc với SCD nên dẫn tới AK cũng sẽ vuông góc với SC. Vậy từ hai điều này dễ dàng thầy suy ra được là SC sẽ vuông góc với AHK. Và một ý nữa. Ý nữa người ta bắt chúng ta làm gì đây? Chứng minh Y thuộc đâu? Y thuộc AHK. À, SC vuông góc với AHK. Vậy làm sao mà Y lại thuộc AHK được nhỉ? À, thứ nhất là SC vuông góc với AHK. Và thứ hai là SC lại vuông góc với thằng A gì? AI, vậy dẫn tới là điểm Y bắt buộc phải nằm trên mặt phẳng AHK. Bởi vì sao? Bởi vì tính chất vừa nãy mới nói xong đấy. Đó là qua một điểm có bao nhiêu mặt phẳng? Qua một điểm có duy nhất một mặt gì? Một mặt phẳng vuông góc với đường thẳng đã gì? Đã cho, đúng không? Đấy. Như vậy chúng ta hiểu là vì SC vuông góc với AHK và SC cũng lại vuông góc với AI nên chắc chắn một điều đó là Y nó sẽ phải thuộc vào cái mặt phẳng AHK. Theo, người ta gọi nó là theo tính chất. Đó là qua một điểm có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với đường thẳng đã cho. Được không em? Đó, ok luôn nhá. Rồi, thế thì cuối cùng là cái câu D thì các em định giải quyết nó như thế nào, các em nói đi. Các em định làm như nào với câu D? Làm thế nào để chứng minh được là HK vuông góc với SAC? HK vuông góc với SAC. Có phải vừa nãy em có một cái rất là hay, đó là SC vuông góc với AHK không? Tức là em sẽ thu được SC vuông góc với H gì? HK, nhưng mới chỉ có một yếu tố thôi. Một yếu tố nữa. HK sẽ vuông góc với thằng nào nữa? AC. Tại sao HK lại vuông góc AC? À, đó là em đang nghĩ tới cái chuyện là HK song song với BD, đúng không? Thế thì nói luôn như này cho nhanh. Vừa nãy có phải em có một cái chứng minh đó là BD vuông góc SAC không? Vậy bây giờ em chỉ cần chứng tỏ được HK và BD làm sao với nhau là được. Song song với nhau thì có phải em sẽ ra ngay kết quả không? Ok, rồi thế bây giờ thầy hỏi mọi người này. Thế tại vì sao mà HK lại song song với cả BD? Nó sẽ phải được suy ra từ một cái gì đó. Tỷ lệ. Em ạ, đáy của em nó là một cái hình vuông thì hai cạnh này bằng nhau. Hai cạnh này bằng nhau dẫn tới là hai cái tam giác vuông này này cũng rơi vào trạng thái làm sao với nhau?
bằng nhau. Vậy hai tam giác vuông này được gọi là bằng nhau theo trường hợp là một cạnh chung và một cặp cạnh bằng nhau, đúng không? Như vậy hai tam giác vuông này bằng nhau thì dẫn tới là hai đường cao có bằng nhau không? Hai đường cao bằng nhau thì chắc chắn dẫn tới mọi cái tính toán về tỷ số, đó là SH trên SB và SK trên SD hiển nhiên bằng gì? Bằng nhau. Vậy HK song song BD đều phải chứng minh chưa? Ok luôn nhá. Rồi, như vậy chúng ta có câu D. Đó là tam giác vuông là SAB thì bằng tam giác vuông đó là SAD. Hai tam giác vuông này bằng nhau. Vậy từ đây dẫn tới là AH sẽ bằng AK. Cứ trong tam giác vuông mà hai cái đường cao nó bằng nhau ấy thì mọi cái tỷ số suy ra, mọi độ dài cạnh đều bằng nhau hết. Đó là SH trên SB bằng SK trên SD. Vậy từ đây suy ra HK sẽ song song BD. Hay tức là HK sẽ vuông góc với cả mặt phẳng SAC, bởi vì BD vuông góc rồi. Thế từ đây có suy ra được HK vuông góc với AI không? Có luôn nhỉ, vì AI nằm hoàn toàn ở trong mặt nào? SAC đúng không? Như vậy đến đây chúng ta có ngay HK sẽ vuông góc với AI luôn. Đó. Như vậy kết thúc bài toán số 1 với rất là nhiều điều. Và chúng ta cần phải nhớ được tất cả mọi cái này. Và chúng ta phải nhớ được cái bài toán này. Đây là bài toán cơ bản nhất của cái nội dung chứng minh vuông góc nhá. Ok. Rồi, bây giờ mọi người sẽ thực hiện vẽ hình bài 2 và hãy tự đi chứng minh bài số 2. Làm luôn. Câu số 2. Hình chóp có đáy là tam giác đều và SA thì vuông góc với đáy. Tam giác đều vẽ là một tam giác bình thường và chỉ cần ký hiệu ba cạnh bằng nhau là được. SA vuông góc với đáy, dựng thẳng đứng lên. M là trung điểm của BC. Chứng minh rằng là BC vuông góc với mặt phẳng SAM. Chúng ta hãy nhớ là khi mà chúng ta muốn chứng minh vuông góc, chúng ta sẽ tìm hai yếu tố vuông góc. Và hai yếu tố vuông góc này dễ thì nó có sẵn, còn khó là nó phải chứng minh thông qua một cái gì đó. Thế thì ở đây là vì là SA đã vuông góc với cả mặt phẳng đáy ABC rồi, nên hiển nhiên SA sẽ vuông góc với cái đường thứ nhất, đó chính là đường B gì? BC, đúng không? Thêm nữa là cái đáy của em nó lại là một tam giác đều. Vậy dẫn tới AM và BC cũng vuông góc, đúng không? Tam giác ABC đều, nên dẫn tới là BC cũng vuông góc với AM. Như vậy từ hai cái yếu tố này đã đủ để BC vuông góc với SAM chưa? Đủ rồi đúng không? Thế thôi. Thế câu B nào. Kẻ AH vuông góc SM. Chứng minh rằng AH vuông góc với SBC. Nào. Muốn AH vuông góc với mặt SBC thì có phải cần AH vuông góc với hai yếu tố không? Yếu tố đầu tiên là AH vuông góc với thằng nào rồi? Hả? Muốn chứng minh AH vuông góc với SBC thì cần chứng minh AH vuông góc với hai yếu tố ở trên SBC. Một yếu tố đầu tiên là thằng nào rồi? AH vuông góc với AM á? SM, AH vuông góc với SM, yếu tố đầu tiên. Yếu tố thứ hai là thằng nào? Tại sao lại là BC? Không phải. Người ta đang bắt em đi chứng minh cơ mà. Tại sao em lại được dùng? Tại vì BC vuông góc với SAM, mà trong SAM thì lại chứa A gì? Chứa AH. Thì cái BC vuông góc đó lại ở câu gì đây? Câu A, đúng không? Em phải nhìn nhận rõ đúng vấn đề nhá. Rồi,
Như vậy ta có là BC vuông góc thứ nhất là SAM. Thì từ đây suy ra được là BC sẽ vuông góc với AH. Vì AH nằm ở bên trong cái mặt phẳng SAM. Đó. Thế bây giờ mình có là thứ nhất là BC vuông góc với AH. Thứ hai là SM cũng vuông góc với AH. Vậy từ hai điều này dẫn tới là AH sẽ vuông góc với cả mặt phẳng SBC. Tất nhiên là thầy sẽ thường xuyên lồng ghép cái yếu tố tính toán vào đây để các em làm quen dần dần. Ở đây người ta cho chúng ta câu C, đó là SA là bằng A căn 2. Đáy là tam giác đều, có cạnh AB là bằng A. Và bây giờ em tính diện tích của tam giác SBC. SBC chúng ta sẽ có hai cách để tính. Cách thứ nhất, đó là tam giác SBC này em có thể tính được ba cạnh của nó theo Pythagore. Vì SA vuông góc với đáy mà, nên tất cả những cái tam giác tạo bởi SA và một cạnh nào đó ở trên đáy đều là các tam giác gì nhỉ? Vuông. Như vậy em có thể tính được ba cạnh của nó và em lắp vào công thức Heron, được không? Được. Cách thứ hai là gì? Em có thể dùng chiều cao nhân đáy. Em có thấy là vừa nãy em chứng minh được BC vuông góc với SAM không? Tức là BC sẽ vuông góc với đường còn lại là đường nào? S gì nhỉ? SM. Thế bây giờ diện tích có phải là bằng một nửa của SM nhân với BC? Thế trong đó BC là bằng A rồi. Thế bây giờ mình nghĩ về cái chuyện làm sao để tính được SM đi. À, muốn tính được SM thì phải tính thông qua AM trước. Thế sau đó là SA vuông góc với đáy, nên tam giác SAM cũng là tam giác gì? Vuông. Như vậy từ đó tính được SM, được không? Ok rồi, như vậy ta có vì BC vuông góc với SAM nên dẫn tới là BC hiển nhiên vuông góc với cả SM. Bây giờ ta sẽ tính lần lượt từng cái một nhé. Cái cạnh này là bằng A thì cái cạnh BM nó sẽ là A chia 2. Như vậy ta có AM sẽ bằng căn của theo Pythagore nào, AB bình trừ đi BM bình. Em thay số luôn, A bình trừ đi A bình trên 4, đúng không? Như vậy nó sẽ là A căn 3 trên 2. Đấy là AM. Thế sau đó em chốt nốt SM và em kết thúc thôi. SM thì trong vai trò này nó là cạnh huyền, nó sẽ bằng SA bình cộng AM bình. Em thay số nhé, 2A bình cộng 3A bình trên 4. Như vậy kết quả của em là 11, căn 11A trên 2. Như vậy đến em chốt diện tích SBC thôi, 1 phần 2 SM nhân BC. Và tất nhiên rồi, A căn 11 phần 2 nhân với cả BC là bằng A. Từ đây kết quả của em là bằng căn 11 A bình trên 4. Xong rồi mọi người, kết thúc luôn, được không các em? Ok nhá. Rồi tiếp tục ví dụ số 3. Đến lớp còn toàn chơi với cả các thứ các kiểu. Ok nào. Tứ diện có đôi một vuông góc đúng không? OA, OB, OC đôi một vuông góc nhá. Mình lựa chọn cái cách vẽ hình này cho nó dễ nhìn, cũng như là làm quen với một số những cái hình vẽ mới. Đây là vị trí O nhá. Vuông này, đôi một vuông góc này. Đó. Đây là B, đây là C. Và em có thể lấy đây là A.
H là hình chiếu của O lên mặt phẳng ABC. Thế và mình sẽ chiếu cái điểm H bất kỳ thôi. Chiếu điểm H bất kỳ thôi. Và H sẽ là trực tâm của tam giác ABC. Đây sẽ là cái vị trí điểm H nhé. Rồi, ok. Coi như lấy H ở đây. Và mình sẽ đi thực hiện thao tác chứng minh. Theo như giả thiết ấy, thì người ta sẽ cho chúng ta là OH sẽ vuông góc với mặt phẳng ABC. Và chúng ta sẽ đi tiến hành chứng minh từng ý một. Chứng minh BC vuông góc với OAH nào. Chúng ta có một yếu tố vuông góc chưa? Đây, yếu tố nào? À, một yếu tố vuông góc. Đó là yếu tố OH, đúng không? Vì OH vuông góc với mặt ABC nên dẫn tới là OH sẽ vuông góc với cả BC. Vậy yếu tố thứ hai lấy ở đâu em? BC sẽ vuông góc với anh nào nữa? À, đó là BC sẽ phải vuông góc với AO. Bởi vì chúng ta phải đi chứng minh thứ nhất là OA vuông góc OB, thứ hai là OA vuông góc OC. Vậy dẫn tới OA sẽ vuông góc với mặt phẳng OBC, hay tức là OA sẽ vuông góc với BC. Như vậy đủ chưa? Đủ rồi đúng không? Vậy đấy thì ta chốt thôi. Thứ nhất là OH vuông góc BC, thứ hai là OA cũng vuông góc BC. Vậy từ hai điều này dẫn tới BC vuông góc với OAH. Bây giờ mình nói về câu B này. Em cần H là trực tâm đúng không? Tức là em cần điểm H là giao của mấy đường cao? Hai đường cao. Cái đường đầu tiên em có ngay. Em có thấy là em vừa mới chứng tỏ là BC vuông góc với OAH không? Như vậy BC có vuông góc với AH không? Như vậy em có một đường cao là đường nào? Chính là đường AH. Vậy thầy gọi đây là điểm M nhé. Gọi đây là điểm M. Được không? À, chúng ta có là vì BC vuông góc với OAH nên chúng ta sẽ có BC, BC vuông góc với cả AH. Hay có thể gọi nhanh, nó chính là AM. Bây giờ em cần gì nữa? Em cần một đường cao nữa đúng không? Thực ra em hiểu là ở trong cái hình vẽ này này thì vai trò của A, của B và của C sẽ là như gì? Như nhau. Thì em vừa chứng tỏ được là BC vuông góc với mặt nào? OAH. Thì đồng nghĩa cái việc đó em cũng sẽ chứng minh được AC sẽ vuông góc với mặt nào? OBH. Và AB cũng sẽ vuông góc với OCH, đúng không? Như vậy nếu mà để nói về cái vai trò như nhau ấy, thì em sẽ chứng minh được một lần nữa đối với câu B ấy. Đó là em hoàn toàn có thể chứng minh được. Tức là thầy sẽ nói về vấn đề là chứng minh tương tự. Thì em sẽ chứng minh được AC vuông góc với OBH. Thế thầy hỏi là tại sao? Tại sao lại chứng minh được AC vuông góc OBH? Thì đầu tiên nó xuất phát từ đâu? À, nó xuất phát từ OH vuông góc với A gì? AC. Đúng không? Thứ hai nó xuất phát từ đâu nữa? Đó là từ OB vuông góc với A, AC. Lý do nào để OB vuông góc AC các em? Đó là OB vuông góc với mặt phẳng OAC, được không? Đấy, như vậy từ đây chứng tỏ AC sẽ vuông góc với OBH. Hay tức là gì nhỉ? Hay tức là AC sẽ vuông góc với BH. Em ơi, một cái, hai cái. Vậy hai cái đường này được gọi là hai đường cao, và hai đường cao này cùng đi qua điểm gì? Điểm H. Vậy chứng tỏ H là trực tâm, đúng không? À, như vậy chúng ta có thể từ 1 và 2. Từ 1 và 2.
suy ra H chính là trực tâm của tam giác ABC. Thế thôi. Thế vậy chúng ta sẽ nói về vấn đề của câu gì nhỉ? Câu C và câu D. Câu C như nào và câu D như nào? Đấy. Trước khi mà giải quyết vấn đề của câu C, câu D ấy, chúng ta phải nhớ rõ nhé. Đây là những cái yếu tố rất là quan trọng và là những cái bài thông thuộc. Khi mà thầy đưa ra thì các em sẽ phải hiểu lý do. Cho thầy hỏi một chút mọi người. Cái mặt phẳng OAH có là mặt phẳng OAM không? Có, hai mặt phẳng này là một đúng không? Rồi, hai mặt phẳng này là một nhé. Cho thầy hỏi tiếp. BC vuông góc với OAH thì hiển nhiên BC sẽ vuông góc với OAM. Tức là BC có vuông góc với AM không? Có. Đúng không? Đầu tiên này, BC vuông góc với OAM. Tức là BC sẽ vuông góc với OM. Đây là vấn đề đầu tiên nhá. Tiếp tục thầy hỏi cả lớp tiếp này. OH vuông góc với mặt ABC. Vậy OH có vuông góc AM không? Bởi vì AM nằm trên mặt ABC, như vậy đây sẽ là góc gì? Góc vuông, đúng không? OH vuông góc với mặt ABC. Tức là OH sẽ vuông góc với AM. Tiếp tục cho thầy hỏi nốt một điều cuối cùng. OA thì vuông góc với OBC không? Có. Vậy OA có vuông góc OM không? OA vuông góc OBC, vậy OA có vuông góc OM không? Có. Như vậy tất cả những điều mà thầy vừa nói ấy, với một mục tiêu duy nhất, đó là cái tam giác màu đỏ này này, là tam giác vuông tại đâu? Vuông tại O. Tam giác màu đỏ này là tam giác vuông tại O. Và OH đóng vai trò là gì của tam giác vuông này? Đường gì? Đường cao. Đường cao, đúng không? Trong một tam giác vuông với OH là đường cao thì cách, à không phải, hệ thức lượng cho OH là gì? 1 trên OH bình bằng 1 trên OA bình cộng 1 trên OM bình. Nhưng nhìn lại một chút, OM là gì? OM lại là đường cao của tam giác nào? OBC. Vậy 1 trên OM bình lại bằng 1 trên OB bình cộng 1 trên OC bình. Điều phải chứng minh chưa? Rồi. Được chưa em? Ok nhá. Em hiểu vấn đề chưa? Như vậy cái câu này là cái câu tính hoàn toàn thông thường nhỉ? 1 trên OM bình bằng 1 trên OB bình cộng 1 trên OC bình. Hai này bằng nhau. Như vậy đến đây em có điều phải chứng minh này. Như vậy tất nhiên là mọi người cũng phải nhớ được cái hình vẽ này nhá. Nhớ được cái bài toán này nhá. Bài toán này có những cái thứ chứng minh rất là hay. Rồi chúng ta sẽ nói về cái ý D. Cái ý C này đã ok chưa? Ý C này ok đúng không? Nó là chuyện bình thường mà. Thùy Dương đã được ý C này cho em. Nào chuyển qua ý D nào. Các bạn đi em. Ý D là gì đây? Ý D là diện tích của tam giác ABC bình phương. Diện tích của ABC bình phương thì bằng diện tích của OAB bình cộng OBC bình và cộng OAC bình. Đấy. Tức là ba cái tam giác ở bên mặt này bình phương cộng lại với nhau thì bằng diện tích của tam giác ở mặt này. Chứng minh được không? Khó đúng không? Đọc đề thôi cũng thấy khó rồi. Thì đây, mọi người nghe nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi rút ra
cái đặc điểm của một vài tam giác mà nó sẽ có cái đặc điểm chung với nhau. Em biết là mình vừa chứng minh được BC vuông góc với OAM đúng không? Hay tức là OA gì đây? OAH đúng không? Thì mình vừa chứng minh được đây là góc gì các em? Góc vuông đúng không? Thế bây giờ thầy hỏi nhá, diện tích của tam giác ABC là gì nào? Diện tích ABC có phải bằng 1 phần 2 AM nhân BC không? Tương tự như vậy, thầy hỏi tiếp diện tích của tam giác OBC là gì? Có phải 1 phần 2 OM nhân BC không? Vậy hai tam giác này nó đang có một cái gì đấy, nó chung nhau, đó là cái gì chung? Đó là đáy BC chung. Tương tự như vậy, vậy thì OAB thì sao? OAB thì sẽ là 1 phần 2 ON nhân AB. Và ABC thì lại bằng 1 phần 2 CN nhân AB đúng không? Tức là vai trò của ba tam giác này sẽ là như gì? Như nhau, nên là chúng ta sẽ dùng một tam giác thôi nhá. Ok rồi, bây giờ mọi người nhìn này. Diện tích của OBC thì bằng 1 phần 2 OM nhân BC. Diện tích của ABC thì bằng 1 phần 2 AM nhân BC. Chuẩn chưa? Chuẩn luôn. Vậy bây giờ thầy sẽ đi so sánh diện tích của hai tam giác này với nhau theo trạng thái bình phương. Vậy từ đây cho thầy hỏi một chút, đó là diện tích của OBC bình phương chia cho diện tích của ABC bình phương thì nó sẽ mang theo cái tỷ lệ nào đây các em? Cái này bình chia cho cái này bình đúng không? Vậy hai cái này bình thì chia nhau thì nó sẽ mất gì nào? Mất 1 phần 2 không? 1 phần 2 thì thành 1 phần 4, và 1 phần 4 biến mất chưa? BC bình với BC bình mất chưa? Chỉ còn lại gì thôi? Chỉ còn lại OM trên AM, nhưng mà ở trạng thái làm sao? Bình phương, được chưa? Rồi bây giờ mình phải xem là những cái anh này có chuyển đổi được về cái gì không? Chuyển đổi được. OM thì tạm thời là OM thôi. Thế nhưng mà AM bình nó phải liên quan chứ. Nó chính là OA bình cộng OM bình đúng không? OA bình cộng OM bình. Chuẩn chưa? Rồi. Thế bây giờ thầy lấy nghịch đảo của nó có được không? Tức là ý là như này. Tất nhiên là thầy có thể viết ra một chút, nhưng mà nó sẽ hơi bị dài một tí. Nhưng không sao cả. Thầy muốn đưa tất cả về OA, OB, OC. Các em hiểu ý không? Thế bây giờ nếu mà thầy muốn đưa hết tất cả về OA, OB, OC, thầy chỉ cần chuyển đổi cái gì là xong? Thầy chỉ cần chuyển đổi OM là xong đúng không? OM là gì? 1 trên OM bình bằng gì? Chính là 1 trên OB bình cộng OC, 1 trên OC bình đúng không? Vậy bây giờ nếu mà thầy muốn lấy 1 trên OM bình thì thầy chỉ cần quy gì? Quy đồng là bằng OC bình cộng OB bình chia OB bình nhân OC bình. Vậy từ đây thầy có thể đảo ngược lại thì thầy được O gì? OM không? À như vậy thì chỗ này nó chắc chắn là nó sẽ bị hơi bị mất công một chút. Nó sẽ hơi dài một chút đúng không? Nhưng mà thôi, mình sẽ chuyển hết về OA, OB, OC cho nó dễ tính nhá. Rồi ok, chỗ này mình sẽ chịu chấp nhận mất công một chút. Hoặc tất nhiên thì em có thể chia nghịch đảo. Em có thể lấy 1 trên, em chia nghịch đảo, nhưng cũng không cần thiết đâu. Em hiểu là như này. Đây sẽ là cái nút khóa của vấn đề này. 1 trên OM bình thì bằng 1 trên OB bình cộng 1 trên OC bình. Như vậy từ đây bản thân cái này sẽ bằng OC bình cộng OB bình chia cho OB bình nhân OC bình. Như vậy từ đây em suy ra OM bình luôn giúp thầy. Nó sẽ bằng OB bình nhân OC bình chia cho OB bình cộng OC bình. Rồi ok, đến đây thì em thay ngược lại nhá.
thay ngược lại. Đó là OBC bình phương chia cho ABC bình phương bằng, em thay đi, em thay OM bình đi, OB bình nhân OC bình chia cho OB bình cộng OC bình phần OA bình cộng OB bình nhân OC bình chia cho OB bình cộng OC bình. Em quy đồng được không? Chỗ này thực ra là đến đây là có kết quả rồi. Em quy đồng một chút là xong. Chỗ này không ngại đâu em. Em nhìn nhá, thầy quy đồng một chút là xong này. Thực ra ấy, thầy có thể làm ngắn hơn, nhưng thầy sợ viết ngắn hơn thì các em lại không hiểu. Đấy. Thế bây giờ thầy quy đồng, em nhìn thầy quy đồng nhá. Có phải nó sẽ ra là OA bình không? Nhân OB bình không? Cộng OA bình nhân O C bình và cuối cùng cộng gì? OB bình nhân OC bình và tất cả chia gì em? À, chia cho OB bình cộng OC bình. Thì nếu mà thầy viết như này thì em thấy hai cái này triệt tiêu chưa? À, hai cái này triệt tiêu, vậy chỉ còn gì thôi em? OB bình cộng à nhân OC bình chia cả cái cụm mẫu là OA bình nhân OB bình cộng OA bình nhân OC bình và cuối cùng cộng OB bình nhân OC bình. Em đã nhìn ra chưa? Rồi, và đến đây thì đây mới chỉ là cái diện tích của anh nào thôi. OBC trên ABC. Vậy thầy xét nốt cái diện tích tiếp theo em nhìn nhá. OAC thì sao? OAC thì sao? Tương gì nhỉ? Tương tự. Vậy OAC thì có phải là bằng OA bình nhân OC bình không? Chia cho OA bình OC bình OB bình OC bình và cuối cùng sẽ là OA bình OC bình phương. Đúng không? Vậy tương tự như vậy thì cuối cùng sẽ là O gì? OA OAB đúng không? Vậy cái này thì nó sẽ lại là OA bình OB bình và tất cả sẽ chia cho mẫu. Và mẫu của mình nó lại là một cái mẫu rất là chung nhau và mẫu của mình nó lại giống hệt nhau. Em có thể quan sát thấy. Vậy nếu mà mình cộng ba cái này lại với nhau thì nó sẽ mang tỉ số bao nhiêu? À, mình cộng ba cái này lại với nhau thì ba cái tử sẽ giống hệt cái mẫu không? Vậy tỷ lệ này bằng mấy? Bằng 1. Vậy tỷ lệ bằng 1 tức là gì? Tức là hai thằng bằng gì? Bằng nhau, đúng không? Vậy từ đây dễ dàng suy ra diện tích bình phương của OAB cộng diện tích bình phương của OBC cộng diện tích bình phương của OAC chia cho diện tích bình phương của ABC. Em cộng lại với nhau thì nó chính là mẫu số chung. Và mẫu số chung này nó bằng 1. Như vậy từ đây suy ra, em quy đồng lên đúng không? Điều phải chứng minh nhá. Thì đây là một trong những bài toán các em cũng cần phải biết, cũng cần nên biết ở trong chương song song, à ở trong chương vuông góc này. Đây là một bài toán cũng phổ biến tức là gì? Tức là biết đâu đó vào một ngày nào đó người ta có thể ra đề với những cái yếu tố, người ta sử dụng những yếu tố. Những cái bài như thế này được gọi là những bài xưa cũ lắm rồi. Thế tuy nhiên thì người ta có thể tận dụng những cái kiến thức như vậy để người ta áp vào, được chưa? Ok các em. Thế thì có một cái kiến thức liên quan tới vuông góc ở đây ấy, đó là kiến thức về trục của đường tròn. Và cái kiến thức trục của đường tròn này nó sẽ giúp cho chúng ta vẽ hình của những cái hình chóp đều. Trước tiên thì thầy sẽ nói về cái vấn đề này trước. Đây là cái kiến thức các bạn đã từng biết rồi. Thầy hỏi các bạn một chút nhé. Nếu thầy có một đoạn thẳng AB, nếu thầy có một đoạn thẳng AB và đây là trung điểm của đoạn AB, vậy
có phải là hai độ dài của hai đoạn này sẽ bằng nhau không? Bằng nhau đúng không? Thầy hỏi tiếp này, nếu mà thầy có một cái điểm khác nữa ở bên ngoài và thầy lại cho ra hai độ dài này tiếp tục bằng nhau, thầy lại có một điểm nữa ở bên ngoài nữa, thầy lại tiếp tục cho ra hai độ dài tiếp này cũng lại bằng nhau tiếp. Vậy bạn có nhận xét gì cho ba điểm này không? Ba điểm này sẽ thẳng hàng với nhau. Và ba điểm này sẽ nằm ở đâu? Nằm trên đường gì nhỉ? Nếu mà thầy có ba điểm mà cách đều hai đầu mút như này, à đó là ba điểm này nó sẽ cùng nằm trên một cái đường, người ta gọi nó là đường trung gì ạ? Đường trung trực. Và đường trung trực thì có tính chất là đi qua trung điểm và vuông gì? Vuông góc. Đúng không? Bây giờ thầy mở rộng ra ở trong không gian thì người ta có một cái kiến thức về trục của đường tròn như sau này. Các bạn biết cái bánh xe của các bạn là nó sẽ quay quanh cái trục đúng không? Và trục là đường đi qua gì? Đi qua tâm. Thế bây giờ nếu mà thầy có một cái điểm là tâm O, và tâm O này sẽ cách đều tất cả những cái điểm gọi là điểm A, điểm B và điểm C. Ngoài ra ở trong không gian thầy lại còn một cái điểm nữa, và cái điểm đấy cũng cách đều A, cách đều B, cách đều C. Thì cái điểm đấy ở bên ngoài này và cái điểm O này nó sẽ nằm trên một cái đường, và đường đó người ta gọi là gì? Gọi là trục của cái đường tròn này. Và trục của đường tròn này thì nó phải có tính chất là đi qua đâu? Đi qua tâm và vuông gì? Vuông góc. Như vậy chúng ta hiểu nếu như OA bằng OB bằng OC và SA bằng SB bằng SC, tức là điểm S ở bên ngoài này, thì từ đây chúng ta có thể kết luận cho cái đường SO chính là trục của đường tròn, trục của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Và cái tính chất của cái trục này nó sẽ có tính chất là vuông góc với cả mặt phẳng ABC. Thì đây được gọi là trục. Được chưa? Vậy dựa trên cái kiến thức này, người ta sẽ nói về cái vấn đề liên quan tới việc vẽ hình chóp đều hoặc là hình tứ diện đều. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ phải vẽ chuẩn cái hình này. Kiến thức này nó được gọi là kiến thức về trục của đường tròn ngoại tiếp. Trục của đường tròn ngoại tiếp. Rồi, bây giờ các bạn quay trở lại cái hình này cho thầy một chút. Cho một cái tứ diện đều cạnh A, tức là tất cả các cạnh của nó đều bằng nhau, đều bằng A hết. Vậy cái cách vẽ chuẩn của cái hình này như sau này. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ đáy trước. Đó là đáy BCD. Và bây giờ chúng ta sẽ không tùy ý lấy vị trí điểm A ở trên này nữa, mà lúc này điểm A sẽ được vẽ chuẩn như sau. Việc đầu tiên là các bạn phải xác định tâm của đường tròn ngoại tiếp đáy. Đáy của chúng ta là tam giác đều, do đó tâm của đường tròn ngoại tiếp nó trùng với trọng tâm, có đúng không? Như vậy đầu tiên là các bạn sẽ phải lấy một cái trung điểm ở đây là điểm M. Sau đó các bạn sẽ lấy trọng tâm dưới cái tỷ lệ 2/3, và thầy gọi cái điểm này là điểm O hoặc là điểm G. Như vậy thì bản thân cái điểm O này cũng được gọi là tâm của đường tròn ngoại tiếp. Và bây giờ bạn sẽ từ cái tâm O này bạn dựng thẳng đứng lên. Bạn phải từ đây bạn gióng thẳng đứng lên. Và đây sẽ có được là điểm A. Và bạn hiểu rằng là vì O là tâm ấy, thì OB, OC và OD là ba đoạn này bằng gì? Bằng nhau. Nhưng đề bài lại cho là đây là tứ diện đều nên là AB, AC và AD cũng bằng gì luôn? Cũng bằng nhau. Vậy lúc này cái đường AO này nó được gọi là trục của đáy. Và đường AO sẽ có tính chất là vuông góc với đáy. Được chưa? Đó. Nhưng mà trong bài toán này thì người ta gọi cái điểm O này là điểm G. Ok chưa? Ok. Đó thì đấy là cái kiến thức dùng để vẽ hình. Sau này khi các bạn vẽ hình liên quan tới hình mà người ta cho đều ấy,
thì các bạn luôn luôn phải nhớ là các bạn sẽ từ tâm của đáy các bạn kéo thẳng đứng lên. Thì trong suốt quá trình học và làm bài tập, thầy sẽ vẽ cho các bạn những cái hình đó. Và sau này các bạn sẽ phải vẽ chuẩn. Được chưa? Ok. Rồi, các em sẽ vẽ cái hình này vào, sau đó chúng ta sẽ thực hiện chứng minh cái bài toán này nhé. Lắng nghe. Ý A này. Ý A người ta yêu cầu em chứng minh là AB vuông góc với cả CD. Thì đây là một cái ý chứng minh liên quan tới việc là chứng minh hai đường thẳng vuông góc với nhau. Chúng ta có thể đưa ra một cái phương án là như này mọi người. Đó là chúng ta sẽ đi tính góc giữa AB và CD. Và bản thân cái góc này sẽ được tính bằng 90 độ. Thì rõ ràng là hai đường này sẽ vuông gì? Vuông góc. Đấy. Thế nhưng ở trong cái bài toán này, nếu mà nói về việc tính góc giữa hai cái đường thẳng này để chứng minh nó vuông góc với nhau, thì nó lại là một bài toán dài. Ở đây thầy có thể sử dụng một cái kiến thức, đó là hai một đường mà vuông góc với một mặt thì sao? Thì cái đường đó sẽ vuông góc với mọi đường nằm trên mặt, đúng không? Vậy thay cho cái việc chứng minh trực tiếp hai đường vuông góc với nhau, thì thầy có thể chứng minh một đường vuông góc với mặt phẳng chứa đường kia, được không? Ok, vậy chứng minh thế nào thì mọi người theo dõi này. Tam giác này là tam giác đều. Vậy dẫn tới cái đường trung tuyến này cũng là đường cao không? Như vậy ở đây sẽ có một yếu tố vuông góc, đúng không? Tiếp tục, cái tam giác ACD có đều không? Có đều, vậy đây cũng là đường gì luôn? Đường cao. Vậy từ đây dẫn tới, mọi người có thấy là CD này này thì vuông góc với hai đường, đó là đường MB và đường MA. Vậy CD vuông góc với mặt nào? ABM. Vậy lúc đấy CD đã vuông góc với cái đường AB chưa? Rồi, và trong bài toán này mình sẽ lựa chọn điều đó. Có những cái bài toán thay cho cái việc xác định góc giữa hai đường thẳng thì người ta có thể nghĩ tới việc chứng minh, và việc chứng minh sẽ ngắn hơn, được chưa? Ok, như vậy ta có thứ nhất là BM vuông góc CD, thứ hai là AM cũng vuông góc CD. Vậy từ hai điều này dẫn tới CD vuông góc với AMB, tức là dẫn tới CD sẽ vuông góc với AB, và đây chính là điều phải chứng minh luôn. Đó, như vậy câu A thực sự rất là đơn giản. Câu B thì sao? Câu B là chứng minh AG vuông góc với mặt phẳng BCD. Thực ra đây chính là cái ý mà vừa nãy thầy đã chứng minh cho các bạn rồi. Đó là gì nhỉ? Đó là AG đóng vai trò là gì của cái hình chóp này? À, đó là trục của đường tròn đáy, đúng không? Vậy AG vuông góc. Thế thì để thể hiện ra được cái việc AG là trục thì chúng ta chỉ cần chứng minh A và G cách đều B, C, D là được, đúng không? À, như vậy thì câu B dễ rồi, vì G là vì tam giác B, C, D là tam giác đều, nên GA, GB bằng GC và bằng GD. Tiếp thêm nữa là theo cái giả thiết ấy, thì AB lại bằng AC lại bằng AD. Vậy từ đây dẫn tới chúng ta sẽ có được AG sẽ là trục của đường tròn đáy, trục của đường tròn ngoại tiếp đáy, trục của đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD. Vậy dẫn tới là cái anh AG này nó sẽ có tính chất là vuông góc với mặt phẳng BCD. Đó. Sau này khi mà các em vẽ những cái hình chóp đều hoặc là những cái hình chóp có các cạnh bên bằng nhau thì các em sẽ công nhận luôn SO hoặc là AO sẽ là cái đường vuông góc với đáy luôn. Và ở trong cái hình học kỳ 2 này của chúng ta thì cái yếu tố vuông góc luôn luôn là yếu tố quan trọng nhất, bởi vì nó sẽ giúp cho chúng ta tính toán
ở trong những cái tam giác vuông. Rồi, chúng ta sẽ nói về cái vấn đề tiếp theo các em có thể theo dõi này. Đó là người ta sẽ lồng một vài những cái yếu tố tính toán vào đây. Yếu tố cạnh để chúng ta tính toán dần dần cho nó quen. Thì mọi người có thể thấy là người ta yêu cầu chúng ta là tính diện tích của cái tam giác là ABM. Em nhìn giúp thầy cái tam giác ABM nhé. Cái tam giác ABM này. Em có thể nghĩ tới cái chuyện là tính diện tích tam giác này thông qua việc là tính ba cạnh của nó và lắp vào công thức Herron. Hoặc em có thể tính diện tích của nó dựa vào chiều cao nhân đáy. Ở đây thì mọi người có thể thấy là cái anh AG này nó vuông góc với mặt đáy, đúng không? Vậy dẫn tới là bản thân cái anh AG này nó có vuông góc với cả cái thằng là thằng BM không? Có, vậy nó đóng vai trò chính là chiều gì? Chiều cao. Thế bây giờ em chỉ cần tính hai yếu tố, đó là AG và BM, là em sẽ ra được diện tích, đúng không? Nào, thế bây giờ thầy sẽ hỏi về cái việc tính từng thằng một nhá. Trước tiên chúng ta nói về tính thằng BM xem nào. BM thầy có thể tính như nào? Pythagore không? Pythagore trong cái tam giác là BCM, được không? Được. Rồi, nhẩm luôn nào. A bình trừ đi cái này là A trên mấy đây? A trên 2. Vậy BM sẽ là căn của A bình trừ A bình trên mấy? Sao lại trên 2? Trên 4. 1 trừ 1 phần 4 là còn 3 phần 4. 3 phần 4 tức là căn 3A chia 2. Đây là cái thứ nhất. Như vậy em tính xong đáy rồi. Bây giờ thầy hỏi tiếp. Mọi người cho thầy lên cái phương án tính cái thằng AG như thế nào đây? AG có nhìn thấy nó nằm ở trong cái tam giác nào đẹp đủ cạnh không? AG sẽ nằm trong tam giác ABG. Và trong tam giác này có phải em sẽ có cạnh huyền rồi không? Vậy em còn thiếu cạnh gì nữa? Em còn thiếu BG. Thế nhưng BG rất là hay, BG lại là gì nhỉ? Đúng rồi, BG lại là 2 phần 3 của BM. Vậy đã xong chưa? Đã xong rồi đúng không? Bây giờ chúng ta lấy gì trước? Lấy BG trước. BG là 2 phần 3 của BM. Em lấy 2 phần 3 em nhân vào đây. Em nhân. Dễ rồi, em nhân nhẩm luôn. Căn 3A chia 3. Như vậy đến đây thì em tính được AG nốt là xong. Pythagore nào em? A bình trừ cái này bình nào? A bình trừ gì nào? 3A bình chia 9, đúng rồi. Rồi, ok, đến đây em chốt. 1 mà trừ đi 3 phần 9 thì tất nhiên nó sẽ còn 6 phần 9. Và nó sẽ là căn 6A chia 3. Đến đây thì em có trong tay đáy này. Em có trong tay chiều cao này. Đến đây em chốt diện tích nhá. Ok, vậy diện tích nào? Diện tích của tam giác ABM 1 phần 2 chiều cao nhân đáy. Cái này là căn 18. Căn 18 là gì? 3 căn 2. 3 căn 2 với 3 là hết. Như vậy đây nó sẽ là còn A bình căn 2 trên 4. Đây chính là diện tích. Như vậy thì rõ ràng là em sẽ thấy là bây giờ cái chương trình của các bạn nó là chương trình mới và nó đã có cái form đề thi mới, đúng không? Thì người ta có thể đẩy một cái bài toán đúng sai ấy. Ví dụ người ta cho một cái đề bài này xong người ta cho 4 ý. Thì 4 ý đấy nó sẽ tương với 4 ý tự luận, đúng không? Ví dụ ý A là gì? AB vuông góc với CD đúng hay sai? Đúng, đúng không? Xong ý B là gì? Diện tích của tam giác ABM bằng căn 2 trên 4 A bình phương đúng hay sai? Và tất nhiên nó cũng là gì nhỉ? Là đúng. Đấy, nó kiểu như vậy. Tất nhiên nó có thể sinh ra từ một bài tự luận có nhiều ý tưởng. Và mỗi một ý tưởng sẽ trở thành một câu trắc nghiệm đúng sai, đúng không? Đó. Rồi, tất nhiên thì các bạn chữa lại hết, sau đó thì chúng ta đến với ví dụ số 5 nhé. Hình chóp có đáy là hình thang vuông tại A và B.
Hôm trước thì các bạn đã vẽ hình vuông hay là hình chữ nhật thì chúng ta đều vẽ là hình bình hành đúng không? Vậy thì cái hình thang này của chúng ta nó vuông ở A và B ấy, thì chúng ta cũng vẽ nó giống như thế này thôi. Đây, em vẫn vẽ như thế này để em lấy cái góc vuông tại A và B nhá. Đó. Thế nhưng mà bây giờ mình sẽ không vẽ hình bình hành nữa mà mình sẽ vẽ hình thang. Người ta nói rằng là cái đáy lớn AD này gấp 2 lần BC. Vậy nếu em lấy cái đáy nhỏ là BC ở đây thì cái đáy lớn em sẽ vẽ gấp 2 lần để nó tạo ra hình thang thôi. Đó, thì đây sẽ là D. Như vậy lúc này thì em sẽ có cái hình thang. Và tất nhiên nó sẽ rất là đẹp. Và em ký hiệu vuông vào đây thì nó sẽ thành hình thang vuông. Với cạnh là A, A và 2A. SA vuông góc với đáy, đề bài cho. E là trung điểm của AD. E là trung điểm của AD. EK vuông góc SD. Các bạn nhớ này, nếu như mà bây giờ các bạn thực hiện cái đường EK vuông góc với SD mà các bạn vẽ hình theo hồi bé, tức là vuông là vuông ấy, thì các bạn sẽ gặp phải một cái vấn đề. Đó là nếu mà các bạn vẽ vuông là vuông ấy thì cái thằng EK và cái thằng CK và cái thằng CE này, ba thằng này bị làm sao? Bị thẳng hàng với nhau, bị trùng nhau và nó sẽ không tạo ra mặt phẳng. Thì bạn muốn hình của bạn đẹp thì nếu bạn gặp phải những cái trường hợp như vậy thì bạn cứ vẽ lệch ra, đúng không? Bởi vì ở trong hình không gian thì cái yếu tố vuông góc nó bị bóp méo đi. Các bạn có thể vẽ như thế này và các bạn ký hiệu góc vuông. Và tất nhiên rồi, lúc đó bạn sẽ có một cái mặt phẳng rất là đẹp. Đó, các bạn sẽ vẽ lại hình của cái câu này, sau đó thầy sẽ đi chứng minh cái bài toán này cho các bạn. Ý A là chứng minh cái tam giác là SCD vuông. Vậy theo các em, nếu như tam giác này vuông thì nó sẽ vuông ở đâu? Vuông ở C. Vậy nếu mà tam giác này vuông ở C thì em sẽ phải đi kèm theo cái chứng minh, đó là CD vuông góc với SC. Và để điều đó xảy ra ấy, thì nó sẽ đồng nghĩa là CD sẽ vuông góc với cái mặt phẳng chứa SC. Vậy mặt phẳng mà em có thể chứng minh được đó là mặt nào? Mặt nào sẽ là mặt mà CD vuông góc với cả mặt phẳng đó? À, nó sẽ có cái mặt phẳng chứa SC, đó là SBC và SAC, đúng không? Thế nhưng mà sẽ chỉ có một mặt phẳng vuông góc thôi. Đó là mặt nào em phải đưa ra nhận định được? SAC. Tại sao là SAC? Bởi vì đã có một yếu tố vuông góc, đó là SA rồi. Thế còn một yếu tố vuông góc thứ hai ấy, đó chính là AC. Em có biết tại sao đây lại là góc vuông không? Giải thích nào. Tại sao đây là góc vuông? Dễ lắm. Tính được xong rồi dùng Pythagore đảo được. Nhưng nhanh hơn á, em có thể thấy này, đây là vuông mà, đây là vuông mà, cạnh này bằng A, cái này trung điểm không? Như vậy cạnh này cũng bằng A chưa? Vậy cái A, B, C, E là hình gì? Nó là hình vuông. Nó là hình vuông này, từ từ đã nhá, nó là hình vuông này. Thế thì cạnh này có bằng A không? Cạnh này bằng A không? Cạnh này có bằng A luôn không? Vậy có một cái kiến thức mình đã được học là gì nhỉ? Trong tam giác, trung tuyến bằng nửa cạnh huyền. Tam giác đó là tam giác gì? Vuông, đúng không? Đúng không? À, chúng ta có. Thứ nhất là gì? Là cái tứ giác. Là cái tứ giác ABCE nó là hình vuông. Vậy từ đây suy ra cái cạnh CE thì nó chính là bằng một nửa của cạnh AD và bằng A. Như vậy từ đây dẫn tới là cái tam giác ACD của em nó sẽ vuông tại C. Đến đây xong rồi.
đó là gì nhỉ? À, CD thứ nhất là vuông góc với cả AC. Thứ hai là CD lại vuông góc với cả SA nữa. Vậy từ hai điều này dẫn tới CD vuông góc với mặt phẳng SAC. Hay tức là CD sẽ vuông góc với SC. Và đúng điều em mong muốn đã đạt được rồi. Vậy tức là tam giác SCD của mình nó sẽ vuông, và vuông là tại C. Đó. Chúng ta xong câu A. Em nhìn thấy câu B không? Chứng minh CE vuông góc S gì? SE. CE. Vuông góc SE. Em có ý tưởng gì không? Ý tưởng gì để CE vuông góc với SE bây giờ nhỉ? Mình có thể nghĩ tới cái chuyện là chứng minh CE vuông góc với mặt nào? À đúng rồi, chứng minh CE vuông góc với mặt SAD. Thì cái mặt SAD này nó chứa đường S gì ạ? SE, được không? Vậy đã có đủ yếu tố vuông góc chưa? Rồi, CE vuông góc AD chưa em? Rồi, và CE vuông góc với gì nữa? SA nữa, đúng không? À như vậy câu B xong luôn. CE vuông góc AD, CE vuông góc SA. Vậy từ hai điều này dẫn tới đó là CE sẽ vuông góc với mặt phẳng SAD. Vậy từ đây dẫn tới là CE sẽ vuông góc với cái đường SE nằm ở trong cái mặt phẳng SAD. Đúng không? Rồi. Nào. Thầy hỏi câu C nào. Câu B thì rất là đơn giản, rất là nhanh rồi. Câu C là gì đây? Chứng minh SD vuông góc với cả CEK. Nào, thực ra câu C cũng có rồi đấy, nhưng em cùng nhìn lại một chút thôi. Em muốn chứng minh SD này vuông góc với CEK này. Đã có một đường rồi, là đường nào? Là đường EK vuông góc SD rồi đúng không? Vậy còn một đường nữa cũng có rồi. Đường đó chính là đường gì? CE đúng không? Đấy, bởi vì mọi người biết rồi. Mọi người biết thừa là vì CE vuông góc với SAD nên là cái CE này có vuông góc SD không? Có. Vậy hai yếu tố rồi, xong chưa? Xong luôn đúng không? CE vuông góc với cả mặt phẳng SAD nên dẫn tới là CE sẽ vuông góc với SD rồi. Như vậy đến đây thì em có thêm yếu tố. Thứ nhất là CE vuông góc với cả SD. Thứ hai là EK cũng vuông góc với cả SD nữa. Vậy từ đây dẫn tới SD vuông góc với mặt phẳng CEK. Wow, quá là đủ luôn. Quá đủ cho mọi cái sự chứng minh, đúng không? Rồi, cái vấn đề nó xuất hiện là thầy lại lồng cái yếu tố tính toán vào đây một chút. Đó là yếu tố của câu D. Câu D người ta bổ sung thêm là cái SA là bằng A căn 3. Và yêu cầu chúng ta là hãy tính diện tích của tam giác CEK. Trước khi đi vào tính diện tích của tam giác CEK thì chúng ta nhận định một chút trước. Tam giác này có thể là tam giác gì đặc biệt hay không? CEK. Có thể là tam giác gì đặc biệt không? Vuông không? Nếu vuông thì vuông ở đâu? Vuông ở E, và tại sao? À, tại vì CE vuông góc với cả SAD nên hiển nhiên CE vuông góc với mọi đường. Và trong mọi đường đó có đường E gì? EK, đúng không? Vậy tam giác này vuông, và chúng ta dẫn ra cái việc tính diện tích của nó, thì cái cạnh CE này có rồi, cần phải đi tính nốt EK là xong, đúng không? Ok, vậy bây giờ mình sẽ đi tính EK nhá. Ok, nào.
vì CE vuông góc với SAD nên dẫn tới CE sẽ vuông góc với EK. Bây giờ chúng ta sẽ nói về các cạnh của nó. Cạnh đầu tiên là cạnh CE là bằng A rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cạnh thứ hai, đó là cạnh EK. Em dự định tính cạnh EK như nào? Dùng cái gì để tính EK? Rồi, thầy sẽ gợi ý về cái cách tính nhá. Sau này tính toán ấy, mọi người sẽ luôn nhớ một cái này nha. Cái cạnh của em tính đấy nó rơi vào trong cái tam giác nào, em có thể vẽ cái tam giác đó ra. Ví dụ như này, ở trong hình không gian thì có thể là mọi thứ vuông góc nó bị bóp méo, nhưng khi em lấy cái đó ra mặt phẳng ấy thì nó vẫn như vậy. Tức là nếu đây là tam giác SAD thì nó sẽ có mọi cái tính chất của cái hình ở bên kia. Và đây sẽ là E là trung điểm, đây là vuông góc, và K cũng sẽ là vuông góc. Với cạnh này là A, cạnh này là A, tất cả cạnh này là 2A, cạnh này là A căn 3. Vậy mọi người sẽ nhìn ra cái việc em cần tính EK theo cách nào. Em có rất nhiều sự lựa chọn. EK tam giác đồng dạng đúng không? Đúng luôn nhỉ. D K E đồng dạng, D A S được không? Được luôn đúng không? Tam giác vuông DKE sẽ đồng dạng với tam giác vuông DAS. Như vậy từ đây dẫn tới là cái em cần á, cái em cần đó là cái EK. Và EK thì tương ứng sẽ chia cho SA. Xong tiếp tục là cái em có. Em có cái gì ở trong tam giác DEK? Em có E gì? ED đúng rồi. ED chia SD. Vậy từ đây em sinh ra được EK nhé. Nào, SA nào. SA bằng gì đây? A căn 3. ED nào bằng A. Và chia cho SD. Nào, nhẩm giúp thầy SD nào. Nhẩm SD, nhẩm SD. SD, nhẩm, nhẩm. Mấy đây? 3. Mấy đây? 4 là A căn gì? A căn 7, đúng không? A căn 7. Rồi, như vậy đến đây thì em có A căn 3 trên căn 7. Vậy đến đây em chốt nhá. Vậy diện tích của CEK 1 phần 2 chiều cao nhân đáy, hoặc là tích hai cạnh góc vuông. Em bấm máy rút gọn nào. A bình căn 21 trên 14. Được chưa các em? Ok chưa? Đó. Sao? Cái chương này thì cứ luyện tập tính toán dần dần thôi, cứ tính ngày qua ngày. Ok, như vậy ngày hôm nay thì các bạn sẽ luyện tập tính góc. Và tất cả mọi hình vẽ thầy đã vẽ sẵn cho các bạn rồi. Trong đó có khoảng tầm 15 câu cơ bản dễ. Các bạn sẽ làm, thầy sẽ kèm các bạn tại chỗ luôn. Từ những câu cơ bản nhất, không làm được câu nào, thầy chỉ câu đó.